Anh, qua tuần em đi công tác 3 ngày nha. Anh biết rồi. Này, có bộ phim mới chiếu đấy. Phim hài tình cảm em thích luôn. Anh đặt vé rồi, mình đi xem nhá. Em chuẩn bị đi. Anh cũng thay đồ rồi mình cùng đi nhá. Ok. Em chưa xong à? Phim sắp chiếu rồi đấy. Em quên. Xong chưa em? Em xong rồi, em đi thay đồ nữa là xong. Vợ, xong chưa? Em xong rồi, em xong rồi, mình đưa xong. Xong hết chưa? Em xong hết rồi. Em quên chưa tắt tivi. Anh tắt rồi. Thế rồi còn cái máy cuốn tóc của em nữa. Anh rút rồi. Xong của em đâu rồi? Xong của em đây. Phụ nữ nếu gặp được đúng người thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa.